Mới đây, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019. 4 công trình xuất sắc của 10 nhà khoa học đã được nhận giải thưởng lần này. 4 công trình gồm: công trình nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vaccine cúm gia cầm Subtype AH5N1 ở Việt Nam, công trình nghiên cứu tổ hợp vật liệu đặc chủng phục vụ chế tạo bộ hỗ trợ chiến đấu cho người lính và lõi đạn xuyên động năng 85mm, công trình nghiên cứu công trình phát triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại công nghiệp và y tế, và nghiên cứu chọn tạo giống lúa phục vụ đồng bằng sông Cửu Long. Đại diện hội đồng giải thưởng cho biết, giải thưởng được tổ chức 3 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam. Giải thưởng với mục đích tôn vinh các nhà khoa học có thành tích xuất sắc về khoa học tự nhiên và công nghệ, trực tiếp tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó để đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, môi trường, an ninh quốc phòng của đất nước. Tiêu chí lựa chọn công trình để xét giải kết hợp cả hàn lâm và ứng dụng. Vì thế, các nhà khoa học nghiên cứu hàn lâm có thể phối hợp cùng các nhà khoa học phát triển ứng dụng để đưa kết quả vào thực tế.